đẹp ngất ngây luôn cả nhà. Cả nhà nhìn này, rất là sáng, rất là bóng. Và nhìn vào đây thì nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe nhiều tiền, nhưng mà thực ra thì chiếc xe này lại rất là thấp các bác nhá, rất là thấp luôn. Đây các bác nhìn xem. Và ngày hôm nay thì em sẽ review và quay làm sao kỹ cho các bác ngắm về mẫu xe này của bên em. Mẫu xe được mang tên là Kia Sorento các bác nhá. 7 chỗ ngồi, số tự động. Các bác nhìn xem, với form dáng rất đẹp mắt. Về lức sơn và về phần nội thất nữa, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp luôn. Và trang bị thì khá là nhiều công nghệ, khá là nhiều tính năng. Các bác nhìn xem, ngay bên ngoài thôi đã có nút bấm từ một trạm, có sinh nhan trên gương rồi, đúng không ạ? Và la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS rồi. Và bây giờ là nội thất bên trong của chiếc xe này. Các bác nhìn xem chiếc xe này nội thất như thế nào các bác nhá. Nội thất là màu đen thì tất nhiên rồi, dòng này thì nó chủ yếu là màu đen. Và trang bị thì sẽ có một số tính năng sau, em sẽ review và quay cho các bác mình. Đấy, quay đọc rõ cho các bác mình trên đây luôn để các bác thấy. Đấy, có nút bấm đè lỗ thông minh Start Stop này các bác nhìn này. Và nút đè này là chưa bị mòn các bác nhá. Và đây chính là cái chìa khóa của chiếc xe. Đấy, cần số tự động zích zắc này. Đấy. Rồi có điều hòa auto. Và bây giờ thì em sẽ ấn nút này để cho cái hệ thống điều hòa nó sẽ khởi động lên. Đây các bác nhìn xem, điều hòa đã hoạt động rồi các bác nhá. Rồi em sẽ tắt đi cho đỡ tốn điện. Đấy, tắt rồi. Đây là hệ thống điều hòa auto của chiếc xe này. Và màn hình giải trí thì chưa có. Đấy, có đầu đài giải trí nguyên bản theo xe thôi. Đấy, và đây là đồng hồ này. Đấy, rồi có gương chống chói này. Rồi đây là vô lăng. Các bác nhìn xem, vô lăng của xe còn rất đẹp đúng không ạ? Có tu khí an toàn được nằm ở giữa và những cái phím điều khiển nằm ở hai bên. Đấy, chỗ này điều chỉnh âm thanh. Và chỗ này là có gì ạ? Là có nút bấm đi ga tự động. Đấy, không dùng chân ga các bác nhá, không cần phải đặt chân ga, chỉ cần bấm đây là cũng đã có thể là di chuyển được chiếc xe rồi. Và đây là mặt đồng hồ của chiếc xe, thì các bác thấy chiếc xe được hiển thị trên đây nó là hơn chục vạn km một chút đúng không ạ? Có gương kính điều chỉnh điện được nằm bên đây và có nút mở xăng, và có ghế của xe thì cũng được thiết kế là ghế điện rồi các bác nhá. Và có lúc có túi khí an toàn nữa đây này các bác này. Đấy, sẽ có vài túi khí an toàn cho mình. Và có sàn thảm bằng 5D các bác nhá. Ghế cổ xe là ghế da và bộ ghế của xe thì còn rất ok đây. Đấy, rất ok đây các bác nhìn xem nhá. Cốp đồ thì rất là to này, chỗ này bằng chất liệu da. Đấy, cốp đồ rất là to đây các bác nhìn xem. Đấy, chìa khóa thông minh các bác nhá. Âm thanh của xe thì nghe rất là đỉnh luôn. Đấy, gương kính điều chỉnh điện toàn bộ 4 cánh. Và có cả chốt cửa nằm ở bên phụ này luôn. Nhiều con là không có nút mà bấm chốt cửa bên đây đâu. Đấy, chỉ có Sorento này mới có được thôi các bác nhá. Vâng, và con này thì là máy xăng và được sản xuất vào năm 2010. Số tự động, 7 chỗ ngồi và xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Và đây là phía sau. Đấy. Sàn trên, sàn dưới các bác nhìn xem là cũng được nó thảm trải sàn 5D rồi. Có 7 ghế ngồi thì hai cái ghế này được gập lại. Đấy, gập lại khi cần thiết thì mình sẽ nâng lên các bác nhá, nâng lên để ngồi. Và chiếc xe này thì được trang bị là có hai dàn điều hòa. Đấy, thì các bác thấy đây là có hai dàn điều hòa nhá. Đấy, đây là công tắc bấm điều khiển hàng phía sau. Đây, hàng phía sau. Dàn phía sau các bác nhá. Đấy, trang bị được có hai dàn điều hòa mà. Và đây là phần máng nước mà em đang quay cho các bác xem. Con này không có biển tại vì bên em đã cho rút hồ sơ rồi. Đã cho rút hồ sơ rồi. Các bác mua về mình chỉ việc bấm biển thôi các bác nhá. Bấm biển rất là nhanh luôn, bên em làm ra tên cho các bác mình trong ngày luôn. Vì như này là cái khâu mà rút hồ sơ đấy là cái khâu rất là lâu. Đấy, khâu rút hồ sơ thậm chí có những con đấy là rút đến cả nửa tháng các bác nhá. Rút cả nửa tháng mới xong được bộ hồ sơ. Thì như các bác mua chiếc xe này đấy thì mình đã có sẵn hồ sơ cầm tay rồi. Chỉ việc là bấm biển thôi, bên em sẽ làm công chứng về tên cho các bác, xong các bác chỉ cần là đi bấm biển các bác nhá. Rất là nhanh và đơn giản, gọn lẹ. Các bác nhìn xem. Và đây là phía đèn. Đấy, cái đèn của chiếc xe. Đèn khi bật ban tối lên nhìn rất đẹp mắt. Rất đẹp mắt luôn các bác nhá. Vì nó thiết kế có những cái bóng đèn nhỏ nhỏ kiểu dạng đèn LED đấy ạ. Đấy, rồi có những cái mắt cảm biến lùi được thiết kế ở cái khu vực cản sau này các bác nhá. Nước sơn và thân vỏ đây, các bác nhìn xem. Rất là căng bóng, rất là mịn màng. Đấy, nhìn rất là LED đúng không ạ? Rất là LED luôn này, các bác nhìn xem này. Và tất nhiên, hoàn toàn là một chiếc xe không có lỗi về lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích là hoàn toàn là không có các bác nhá. Bên em đã kiểm tra rồi, kiểm tra test toàn bộ rồi, các bác yên tâm. Đấy, la răng đúc nhiều lan. Đấy, được gọi là la răng hoa các bác nhá. Đấy, kính của xe là kính zin. Đấy, và cũng đã được bọc dán 3M rồi, cách nhiệt ở phần kính rồi các bác nhá.
Đấy, đây các bác nhìn xem này, đấy, cái đồ nhựa bên ngoài đẹp chưa, đẹp đẹp chưa. Đấy, kính của xe là không hề bị xước, và kính của xe thì vẫn được kính zin đây các bác nhá. Có nút bấm từ một chạm nằm bên ngoài đây các bác nhá. Dạ vâng, ok, và đây là xi nhan trên gương và lốp của xe đây, lốp của xe vẫn còn khá là dày đúng không ạ. Và đèn của xe là trang bị là có đèn bi các bác nhá. Với động cơ máy xăng 2.4 thì chiếc xe này nó dao động tầm khoảng chục lít đến hơn chục lít một chút. Đấy, tầm khoảng 10 đến 11 lít. Nếu mình đi đường trường thì nó sẽ là dưới 10 lít trên 100 km các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ quay kỹ cho các bác xem về nội thất bên trong của chiếc xe Sorento này. Đấy, bên em có trao đổi xe và có mua lại xe khi các bác không có nhu cầu sử dụng nữa các bác nhá. Hãy alo trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 để được hỗ trợ và được tư vấn và để chốt giá đẹp nhất cho xe này. Đấy, thường thường thì bên em vẫn bán cái dòng xe này nó là hơn 400 triệu một chút. Đấy các bác nhá. Hơn 400 triệu đồng một chút xíu. Đấy. Đấy là giá mà bên em thường thường vẫn đưa ra, còn cụ thể chiếc xe này với giá là bao nhiêu và sẽ bớt cho các bác mình ở mức độ bao nhiêu để các bác mua với làm sao với giá hợp lý nhất các bác nhá, thì các bác cứ alo trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại đó, kết nối Zalo nữa. Và các bác hãy đến trực tiếp tại địa chỉ siêu thị ô tô Hải Dương là 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đến đây thì sẽ có trên 100 đầu xe cho mình tham khảo và lựa chọn các bác nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết đây. Các bác nhìn xem là keo chỉ của xe là vẫn còn này các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn. Và đối với cái phần tắp ni cánh cửa thì em đã sẽ quay cái cánh đằng bên lái trước. Các bác thấy là những cái vị trí này cũng được sơn vân gỗ màu đỏ đỏ rồi này. Đấy, và chỗ này đấy ạ. Đấy, là da nhá. Đấy, bằng chất liệu da và là da xịn. Và những cái phần nhựa ở cái phần tắp ni cánh cửa đây các bác nhìn xem. Đấy, còn rất là mới này. Đấy, còn rất là mới luôn này. Ok chưa? Chỗ này có nút mở xăng bằng điện các bác nhá. Bấm đây thì xăng sẽ tự động mở đây. Đấy, chỗ này là con loa này. Đấy, loa này gọi là loa check các bác nhá. Đấy, dòng trong đây. Ghế điện đây, ghế của xe đang hoạt động bình thường. Và đây tem của xe là vẫn còn đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, móc chốt khóa sáng đẹp này. Đấy, móc chốt khóa xe thì rất là sáng đẹp. Đấy, cột kéo tức là còn nguyên bản nguyên zin các bác nhá, không bị mất đinh. Đấy, không mất đinh, gioăng cửa còn đẹp. Và chiếc xe này của em nó là bản hai cầu, bác nào không thích cầu sau thì mình có thể bỏ đi. Đấy, mình có thể tháo ra. Mình tháo ra để mình sử dụng một cầu thôi các bác nhá. Đấy, sử dụng một cầu. Còn không mình sẽ tắt bật. Mình sẽ tắt bật như này để mình sử dụng. Đấy, lúc nào mà cần hai thì mình bật, lúc nào mà không cần hai cầu thì mình sẽ tắt nó đi. Các bác nhá. Và đây là phần táp lô, những cái đồ nhựa. Đấy, các bác nhìn xem từ cái phần cửa gió xe là không bị gãy vỡ gì đối với những phần nhựa đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, táp lô đẹp chưa? Đấy, vô lăng thì lấy em cũng đã quay rồi. Hệ thống lái của xe rất là chuẩn các bác nhá. Đấy, vô lăng gật gù lên xuống. Sàn đây, sàn trẻ sàn 5D rồi các bác nhá. Đấy, những cái đồ nhựa ở phần khung kính các bác nhìn này, nó không bị kém các bác nhá, nó không bị kém luôn. Gioăng này là không bị sứt này. Tôn vỏ này. Đấy, tôn vỏ là vỏ kêu loang quang. Đây là chiếc xe nhập và tôn vỏ nó thì rất là bền các bác nhá. Đấy, rất là cứng chắc. Riêng xe nhập và tất cả những dòng xe nhập khác cũng vậy. Đấy. Nó thiết kế sẽ nhất là ổn định hơn này và bền hơn này, và cứng cáp này, chắc chắn hơn so với lại những cái dòng xe mà lắp ráp ở tại Việt Nam. Các bác nhìn trên giấy tờ mà người ta ghi là Việt Nam sản xuất ạ. Thì không phải là Việt Nam sản xuất nhá, mà là Việt Nam lắp ráp các bác nhá. Còn những con xe như này thì người ta sẽ ghi ở trên tờ giấy đăng kiểm nó là xe Hàn Quốc, sản xuất tại Hàn Quốc, có nghĩa là xe nhập khẩu. Đấy, nhập khẩu như trước. Đấy. Bác nào mà không hiểu về vấn đề đấy thì mình có thể là bảo bên em gửi giấy tờ cho bác xem. Đây một cái cánh nữa mà em sẽ quay cho các bác xem nhá. Đây ạ. Đây các bác nhìn này, bốn kính điện lên xuống rất là êm và nhanh nhẹn các bác nhá. Đây, chất liệu da ở vị trí này vẫn còn ok này. Đấy, đây vách cửa này. Và chiếc xe được thiết kế thêm một cái hàng gió nữa. Đấy, đây một cửa và kia một cửa nữa các bác nhá. Thiết kế là có ba vùng. Đấy, ba vùng và hai dàn các bác nhá. Đấy, hai dàn điều hòa và thiết kế chia ra là ba vùng. Đấy, mỗi vùng được thiết kế là thổi về một hàng ghế. Đây hàng ghế này có một vùng này, hàng ghế phía sau một vùng này, hàng ghế phía trước là có bốn cửa gió. Đấy, hàng phía trước là hàng chính thì người ta sẽ thiết kế là nhiều cửa gió hơn các bác nhá. Đây các bác ơi,
Đấy, móc chốt khóa xe rất là sáng đẹp này. Ở chỗ này thì bụi bẩn rồi các bác nhá. Hàng ghế phía sau rất là càng đẹp và rất là mới. Ở chỗ này thì các bác thấy là có cổng điện ra 12V. Để khi mình sạc pin hoặc mình châm thuốc lá thì mình sẽ cắm vào đó các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại và quay cho các bác mình xem bên ngoài và sang bên kia, quay cho các bác mình xem thêm. Cửa đóng rất là êm và nhẹ nhàng, rất là kín. Các bác nhìn xem với nước sơn thì có thể là soi được gương luôn đúng không ạ? Có thể được soi được gương các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, soi được gương luôn. Đây, các bác nhìn nhá. Hôm nay em hơi rứt đầu, người không được khỏe lắm. Đấy, cho nên là quay thì các bác mình nhiều cái các bác cũng thông cảm. Đấy là có một số cái biểu hiện như hắt hơi sổ mũi đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà cũng làm sao cũng mang đến cho các bác mình những cái video làm sao nó là chân thực nhất các bác nhá. Và tả làm sao sẽ là chuẩn nhất để cho các bác mình yên tâm. Các bác gần xa cứ yên tâm về những cái mà bên em tả ở trên clip này các bác nhá. Và đây là phần đầu của chiếc xe. Thì phần đầu có gì ạ? Đấy là có rửa đèn pha nằm ở cái vị trí này các bác nhá. Và đèn của xe đây, có thể là có đèn bi, có đèn bi cầu rất là sáng vào ban đêm. Sơn xi của xe thì rất là bóng mượt này. Các bác nhìn xem mặt nạ ga lăng của xe, những cái phần lỗ tổ ong này nó không bị gãy vỡ gì. Và biển xung quanh này cũng đã được úp lốp. Còn đây là cái phần bên phụ thì có thấy là đèn gầm này, và cũng giống bên kia thôi là có rửa đèn pha và có đèn bi cầu chiếu sáng. Và đèn pha này là đèn pha zin các bác nhá. Các bác nhìn xem đèn pha còn trong vắt đúng không ạ? Trong vắt luôn. Nước sơn của xe thì các bác nhìn xem này, nó là thực tế ở trên video này đúng không ạ, chứ không phải là bảo xe thế này xe thế kia mà lại không được xem đúng không ạ. Em vừa nói em vừa quay luôn thì nó là thực tế đúng không ạ. Khung gầm sàn không mục mọt, thế em sẽ quay cho các bác xem nhé. Quay gầm khung gầm sàn cho các bác mình cùng ngắm. Đấy, nước sơn rất là bóng này. Trước này mà đi ra ngoài đường thì nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe nhiều tiền. Không ai nghĩ nó chỉ tầm tiền đánh quanh 400 triệu đúng không ạ? Đây các bác nhá, đẹp chưa? Rất là mượt mà luôn đúng không ạ? Long lanh. Bên em chỉ bán xe đẹp, không bán xe lỗi và không bán xe xấu, không bán xe lát, không bán xe kém. Những chiếc xe mà mua về mà phải sửa nhiều đấy ạ, phải dọn nhiều là bên em cũng không mua các bác nhá. Thích nhất là những chiếc xe mà về mà cứ thế là quay luôn, cứ thế là đăng bán luôn. Đấy, em rất là thích, không mất thời gian dọn đúng không? Có thể thì chỉ đi làm một chút sơn bên ngoài thôi, tỉa sơn thôi. Những cái chỗ mà sơn nó xấu thì đem đi tỉa thôi, để cho nhìn nó có sự thẩm mỹ một chút đúng không ạ? Đây nhá, em bắt đầu quay lốt cho các bác xem những cái cánh của bên phụ. Đây, các bác nhìn xem. Chỗ này thì nãy cũng quay rồi nhưng mà em sẽ quay lại cho các bác mình ngắm những vị trí mà nãy em chưa quay. Đây, cửa đóng này các bác này. Cửa đóng rất là êm và nó không có cái tiếng kêu lạ, kêu bịch đúng không ạ? Đấy, cửa đóng rất êm mà khít như kiểu tủ lạnh luôn. Đấy, như kiểu tủ lạnh. Nó rất là mút các bác nha. Đây ạ. Đấy, sẽ là kỹ càng nhất cho các bác ngắm. Các bác gần xa, các bác ở bất cứ đâu, các bác ở mọi miền nào trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể mua xe bên em được. Các bác nha. Em sẽ tả và em sẽ báo giá cho các bác. Đấy, nếu mà ok cái thì bên em sẽ chuyển xe đến tận nhà cho. Đây các bác xem, cửa gió bên đây đây nhá, điều hòa rất là mát luôn. Còn kèo đây, xoăng đây, các bác chỉ cần ok thôi thì mọi thứ gục đấy sẽ để bên em lo, bên em hỗ trợ cho các bác để các bác mình không vướng bận gì các bác nhá. Dạ vâng, đấy là cái phần hình thức nội ngoại thất của chiếc xe này. Đấy, em đã quay và giới thiệu review cho các bác mình ngắm.
em mời các bác xem nốt một trong những cái vị trí tiếp theo, một trong những vị trí tiếp theo các bác nhá. Thân vỏ thì không bàn rồi, máy số cực chất các bác nhá, máy số thì rất là ngon. Bên em test và kiểm tra, bên em kiểm tra trước khi xuống tiền rồi. Và đây là gầm này, gầm đẹp các bác nhá, gầm cua lốp còn ok luôn. Đây các bác nhìn xem, không mục mọt. Giá tiền cực kỳ hợp lý cho chiếc xe này. Đây gầm đây, cái phần sàn của xe không bị móc méo các bác nhá, phần sàn đấy ạ, không bị mục mọt. Cho các bác mình ngắm phần động cơ. Đấy, trước tiên thì các bác xem cho em cái phần capo này. Capo thì các bác thấy đây, keo chỉ rồi những cái gân và những cái phần nỉ của chiếc xe đúng không ạ. Đấy, còn đây là phần động cơ khoang máy nhá, máy số ngon, bên em đã kiểm tra rồi. Với động cơ của chiếc xe này là 4 máy 2.4 các bác nhá, máy số đại chất luôn, bên em kiểm tra rồi cho nên là mình hoàn toàn yên tâm. Dạ vâng, video về chiếc xe Sorento này em đã giới thiệu và review xong. Các bác nhanh tay gọi điện cho bên em để được chốt giá đẹp nhất cho con xe này, sẽ có một cái mức giá ok nhất để mình mua các bác nhá. Các bác cứ alo đi và các bác có thể trả giá để mình vào việc đối với mẫu xe này của bên em. Mọi thắc mắc, mọi thông tin, mọi vấn đề được cần được giải đáp thì cũng cứ alo nhá, sang tên đổi biển. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ rất là nhanh thôi, vì đã rút hồ sơ rồi mà. Và về vấn đề ship xe, chuyển xe là bên em hỗ trợ luôn. Con này thì của bên em nó là gốc thành phố, bác nào mua về thành phố thì hoàn toàn không mất tiền biển nhá. Dạ vâng, xin được cảm ơn và chào tạm biệt ạ.